em. Hôm nay tiếp tục chị sẽ khui con chiến xa thần thú phần 3. Con này số 11. Con này thì chị thấy nó có kỹ thuật bắp su giống như cái con số 10, nhưng mà màu sắc khác. Không biết là thiết kế sẽ như thế nào thôi, chứ mà kỹ thuật bắp su thì lại giống nhau. Mà con này á, thì trong phim lại thua củ cỡ thua con số 10 đó. Con này có tên là Hỏa Ngục Xâm Bạo. Màu đỏ rất là đẹp. Hai con số 10 với con số 11 chị nghĩ là rất đáng tiền để mua. Wow. Màu đỏ chói luôn. Sticker màu xanh lung linh luôn. Ôi, hoàn toàn thiết kế khác nha. Chị nghĩ là giống như thiết kế số 10 nhưng mà khác hoàn toàn nha. Kỹ thuật bắt su thì giống nhau, nhưng mà trời ơi, thiết kế con này không phải là robot nha. Rất là đẹp. Yeah, hoàn toàn chị rất là thích rồi đó. Cần làm cô gái. Anh ba nói cần làm cô gái. Wow, rất là tuyệt vời. Thiết kế này nó có hai cái đầu, nó giống như con sói vậy các em. Giống như sói, giống đầu sói quá nè. Hai bên là hai cái họng súng. Ồ, kinh vậy. Ở dưới là ở này á, là màu xám mà, xám đỏ, xám pha với đỏ đó. Còn em này là một con sói nè. Con sói đúng không ta? Giống con sói quá mà. Hỏa Ngục Xâm Bạo. Xong rác được nhỉ? Hai con màu đỏ. Con rác được nhỉ? Các bạn ơi, hãy cho mình một like nhé. Đây là sticker và thẻ của nó. Nó có 3 thẻ, một cái thẻ màu vàng, ống A, ống ánh. 3 cái hàm răng, cái này 3 đầu sói nè các em. Rồi. Đó. Cái này thì một đầu sói. Chị giới thiệu cái thẻ này cho các em. Cái này là thẻ của con số 10 nè. Nó cũng có 3 thẻ nè. Lắp ghép gà cầm xong rồi, để cái đầu sói, để hai bên lên. Để lên chứ không phải để xuống các em. Để lên nha, mới nãy chị để xuống đó, để lên xong. Còn em này là gà cầm, để cái đầu sói này xuống nè, xong rồi các em để cái đuôi lên xong. Rất là đơn giản luôn. Đơn giản như đang giỡn. Đơn giản như đang giỡn. Anh ba nói đơn giản như đang giỡn. Rồi, ghép vô. Đây. Wow, một màu đỏ lung linh luôn. Trời ơi, giống như chiếc xe chiến đấu mà. Nhìn vậy thì giống như là cái đầu cá hơn là cái đầu sói. Cô sao kỳ thế? Bước vô phay là chung. Bây giờ chị sẽ dán sticker nha. Dán sticker xong rồi nó sẽ đẹp lung linh hơn nha. Dán sticker nha. Sau khi dán sticker xong, các em hãy nhìn nè. Rất là đẹp ha.
trong con số 11 với con số 10, các em thích nhất là bộ nào? Hãy nhớ comment bên dưới cho chị biết với nha. Bộ con màu xanh á. Màu xanh hả? Bo là thích màu xanh, chị cũng màu xanh. Còn bộ này thì sao? Bộ này hai con sói, thêm một con sói nữa là ba đầu sói mà các em không thích sao? Bây giờ mình lắp ghép đã, mình cho nó chạy đã, rồi các em hãy bình chọn cho nó nha. Rất là đẹp mà. Nè, nó ồn mà. Đẹp lắm mà. Anh Bo nói xấu. Con này đẹp mà. Ủa sao cái phần này á nó không, nó lại bắt 4 xu mà cái phần này có 3 xu vậy ta? Không có 3 xu mà. À, có đây 4 xu. Cái con này nó có 2 xu này nữa nhưng mà 4 xu. Con này thì cũng giống như con số 10, là các em có thể lắp ghép con số 1, 2, 3, 4 ha. Được, đây mình gỡ hai cái này ra. Mình gắn cái này vào. Đó, gắn cái này vào, đó. Và cần nữa nè. Wow, kinh vậy. Để cái đầu xuống, để cái này lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó bắt xu nha. Yeah. Thôi video của chị đến đây là kết thúc rồi nha. Cảm ơn các em đã theo dõi kênh của chị nha. Nếu thích các em hãy cho chị một like, đồng thời share và đăng ký kênh nha. Hãy bình chọn bên dưới cho chị biết là các em thích chiến xa nào nhất nha. Nhớ nha, bye bye.